Chào các bác nhá. Chào mừng anh em đến với kênh YouTube của shop Tân Ánh, shop Ngọc Ánh đến từ Nhân Nam, Tân Yên, Bắc Giang nhá. Thông báo với các bác là mặt hàng lưới chim đêm, hàng đã có rồi nhá, lưới chim đêm. Lưới phục vụ mùa chim đêm 2018 nhá các bác nhá. Năm nay shop thì chỉ có làm cái lưới mắt 8 phân. Cho anh em đánh chim đen. Đánh chim đen đây là tu hú này, quốc này, quốc ta này, quốc biển này, hay cái con quốc biển gọi là con trích ré ấy, rồi gà đồng, sâm cầm nhá. Lưới năm nay thì nó có một số cái điểm khác biệt và điểm thay đổi thì tôi sẽ giới thiệu kỹ cho các bác nắm được nhá. Đây, một cái túi này là một tay này, một tay lưới là trong cái túi này. Cái này thì tôi đã tháo ra thì nó bồng to như này. Thế còn nếu mà cái túi mà mình bóp chặt lại ấy, nó nén lại thì nó cũng nhỏ này thôi. Nhưng mà cái túi này thì là Hải ơi, cầm con cân lên đây. Cái này ấy, năm nay nhá, cái lưới này ấy, nó là chiều cao là 100 mắt nhá các bác nhá. Năm ngoái thì chiều cao chỉ có 80 mắt thôi, năm nay chiều cao là 100 mắt. Thì nguyên một cái tay lưới như này, cân nặng ấy nó khoảng 2 cân 7 nhá các bác nhá, 2 cân 7 lưới. Em để in đây, 2 cân 7 lưới nhá. Riêng 2 cân 7 lưới. Còn về cái quy cách của lưới thì lưới này là lưới mắt 8 này, lưới mắt 8. Sợi lưới là sợi lưới cước phi cước 22 nhá các bác nhá, cước 22 cầm cân. Cước 22 nhá, cước 22 này thì nó hơi thô một chút nhưng mà nó đảm bảo độ chắc cho các bác có thể đánh được gà đồng, đánh được sâm cầm. Tại vì một tay lưới bây giờ thì mình nên sắm cái loại lưới đa năng một chút. Nếu mà cái sợi lưới sợi 18 ấy thì nó sẽ mảnh hơn, nó bén hơn, độ bắt chim nó tốt hơn. Nhưng mà đối với sợi 18 thì chỉ đánh mấy con trích ré hay là con rẽ run thôi. Chứ còn nhiều khi mà các bác dùng để đánh sâm hay là đánh gà đồng thì nó đạp, nó lại rách mất nhá. Thì bây giờ tốt nhất là mình cái sắm cái lưới nào nó chắc chắn, đa năng, đánh được cả trích ré, quốc biển, tu hú, sâm cầm, gà đồng. Đấy. Thì đối với cái loại lưới năm ngoái nó chỉ có cân mấy thôi. Chứ còn như năm nay này, thấy cân không? Đây các bác này, đây là 2 cân rưỡi này, 2 cân 6, 2 cân 7, nó khoảng hơn 2 cân 7. Nói chung nó sắp xỉ vào 2 cân 7, 2 cân 8 nhé. Một tay lưới này. Đấy, tay lưới đã làm hoàn thiện nha các bác nhé. Đấy. Cái này nó là cước 22. Dây giường các bác này, dây giường là bằng dây cước đặc nhé. Cước đặc, cước này là cước 120 hay thì gọi là cước 12 nhé. Cước đặc thì đảm bảo cho các bác là nó chắc, nó ít có bị giãn nhé. Cước đặc này thì hơn cái dây cước xe rất là nhiều. Ở cái mặt hàng cước đặt này là shop cũng phải đặt xưởng họ luồn cho cái dây cước đặt này vào dây giường nhá. Cái giá thành của cước đặt này nó sẽ cao hơn đấy. Thế về còn cái hình thức của cái lưới này ấy, nó là cao là 100m nhân với 8 thân thì nó là cao 8m và được chia thành 5 giường 4 túi. Đấy, 5 giường 4 túi có nghĩa là 5 cái dây giường kéo ngang này này thì nó tạo xin lỗi các bác, cái này là 100 mắt, nó là 6 giường nhá. 6 giường, 5 túi. Còn 5 giường 4 túi là cái cước năm ngoái rồi. Tôi hay nhầm. Cái này nó là 6 giường, 5 túi. Thì 6 giường là chia thành 5 khoảng. Mà trong đó có 100 mắt thì mỗi một khoảng, mỗi một túi ấy, là có 25 mắt lưới các bác nhá. 25 mắt lưới. Thì là nó rất là nhiều thịt. Các bác có thể để túi sâu hoặc túi nông thì tùy ý các bác nhá. Thế còn về chiều dài thì nó sẽ đạt được khoảng hơn 85m tới 90m. Tại vì cái này là thắt chống gió một dây giường trên. Và cái hình thức thắt ấy là 60 phân. 60 phân là có một nút thắt. Và trong một nút thắt này là nó có 20 mắt lưới các bác nhá. Thì đảm bảo cho các bác là lưới rất là nhiều thịt, quấn là tốt nhá, không có bị ít thịt quá nhá. Là độ hiệu quả lưới nó cao. Đấy. Chim vào là nó quấn chim hơn, nó nhạy hơn, nó bắt chim tốt hơn. Mỗi một khoảng thắt chống gió ấy là 60 phân và trong một khoảng này là có 20 nút, 20 mắt lưới các bác nhé, 20 mắt lưới.
thì tổng chiều dài nó khoảng hơn 85 m, nói chung là từ 85 m ra tới 90 m nha các bác nhá. Lưới này là lưới nguyên bản, lưới màu trắng đây, lưới màu trắng. Rồi cái này với cái tay lưới này thì anh em hỏi có phải là lưới Thái hay không ấy, thì tôi trả lời luôn là cái lưới này nó gọi là lưới xù, lưới Trung Quốc thôi, không phải lưới Thái đâu các bác nhá, không phải hàng Thái đâu, hàng Trung Quốc, hàng bình dân thôi. Về phần giá thành của cái tay lưới này ấy, thì nó là 750.000 một tay nhá các bác nhá, 750.000 một tay. 750.000 một tay này ấy, thì đã luồn dây giường cho các bác hết rồi, luồn dây giường, thắt chống gió ở dây giường trên cùng. Thế còn cái chia khoang cọc thì là các bác về phải tự chia nhé. Đối với cái lưới này thì các bác nên chia 5 cọc, thì các bác chia cho một tính nó là 80 m đi, thì các bác căn là 40 m một cọc là ở giữa. Thế xong bắt đầu ở giữa lại chia đôi nữa thì là các bác chia 20 m một cọc, 20 m cọc là vừa nhé. Các bác về các bác kéo san đều cái dây giường ra, thế để các bác chia cọc để đúng vị trí các bác gập lại này, xong các bác thắt vào nút lại, thì cái lỗ này nó là các bác luồn cọc vào nhé. Thì cái công việc chia cọc thì các bác phải tự làm, tại vì cái lưới này lưới ráp ở trong khu nhà nó nhỏ, nó không có đủ cái diện tích để người ta kéo ra để chia cọc cho các bác được nhé. Đây các bác phải thông cảm và tự chia cọc lấy. Còn cái lưới này là về chất lượng thì hoàn toàn ok rồi, lưới keo 100 m, năm ngoái thì 80 m hơi thấp. 6 giường 5 túi nhé, sợi cước 22, đảm bảo cho các bác đánh sâm, đánh gà không bị đứt, gọi là lưới đa năng nhé, loại nào cũng chơi được. Và cái chỉ số về khối lượng của nó là 2 cân, khoảng 2 cân 7, 2 cân 8 ấy, các bác nhé, 2 cân 7, 2 cân 8. Đây, còn về hình thức mua hàng thì các bác muốn mua hàng bên shop thì các bác vui lòng liên hệ trực tiếp với lại các số điện thoại của shop nhé. Shop có mấy số điện thoại này thì với cái đầu số 5 số ấy thì nó có thay đổi rồi, thì các bác cập nhật thay đổi đầu số nhá. Hàng thì luôn luôn là ship COD và tận nhà cho các bác nhận hàng, bóc hàng ra xem và kiểm tra đúng tay lưới như này, đúng quy cách về khối về như này, và cả về cái trọng lượng cân nặng vậy nhá. Và quy cách cước là cước 22, dây giường là dây giường đặc nhá. Thì các bác thanh toán tiền trực tiếp cho người giao hàng luôn. Hàng luôn luôn là bao ship chuyển phát nhanh đi toàn quốc các bác nhá. Bao ship chuyển phát nhanh đi toàn quốc các bác lưu ý. Thế ngoài mặt hàng lưới ra đấy thì shop cũng cung cấp đủ các mặt hàng loa, phụ kiện âm ly để cho anh em chơi chim đêm nhé. Loa check kèn này, cho nó check kèn titan đấy. Loa phóng toa, loa phóng toa SC610 Make in Indonesia nhé, hàng toa Indonesia. Loa to hơn SC630, loại 30 w nhé. Nói chung là đủ các loại phụ kiện âm ly, loa phóng, loa nén, loa check lưới, phục vụ cho các bác mùa chim đêm 2018 này nhé. Và có cả mặt hàng lều, lều ngủ, lều nằm ấy, rộng 1.5 m, dài 2 m cho các bác đi đánh chim đêm nhé. Rồi, xin chân thành cảm ơn các bác, hẹn gặp lại các bác trong những video sau nhé.